Câu chuyện Cường Bạo Đại Vương Cường Bạo Đại Vương là chuyện cổ tích Việt Nam, qua đó thể hiện mong ước chế phục thiên tai của người xưa và giải thích một số quan niệm trong dân gian. Ngày xưa ngày xưa có một chàng trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Tì quanh năm chỉ che thân một mảnh khô rách chui rúc trong một túp lều ven sông, nhưng anh vẫn vui vẻ làm ăn, miệng luôn ca hát. Bố mất từ thuở lọt lòng, anh sống với người mẹ cho đến khôn lớn, rồi bỏ nhà đến đây. Vốn tính ngang tàng, từ người đến thần, anh chẳng sợ một ai, lại thường tự xưng mình là Cường Bạo Đại Vương. Nhất sinh Cường Bạo chỉ làm quen với Táo Quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, Cường Bạo thường dọn mời Táo Quân cùng ăn. Bởi thế hai bên chơi với nhau thân thiết lắm những khi trời sắp bão lụt hay ở đâu có xảy ra việc gì lạ táo quân thường bảo cho cường bạo biết cậy có chỗ dựa tốt cường bạo ngày càng tỏ ra kêu căng khinh thị mọi yêu ma thần thánh thậm chí coi trời chỉ bằng cái vung từ ngày có vợ cường bạo đối đãi với mẹ không được như trước đã nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược quá lắm làm cho người mẹ hết sức giận dữ phải kêu lên đến tận trời thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tác ngọc hoàng thượng đế phái ngay thiên lôi xuống trừng phạt nghe tin chẳng lành táo quân liền báo cho anh biết cường bạo vấn kế làm thế nào để tránh được lưỡi búa của thiên lôi táo quân đáp tối nay anh đừng có đi đâu cả thiên lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc tròi vậy giá có một thứ nước nhờn đặt trên nóc làm thiên lôi trượt ngã thì hay nhất lúc đó chỉ việc cho hắn ăn đòn. Cường bạo nghe lời cứ theo cách ấy để chị thiên lôi. Bèn lấy rau mùng tơi dã ra lấy nước rồi hòa với dầu vừng thành một thứ nước nhờn sền sệt như mỡ. Đoạn anh dùng thứ ấy dưới lên nóc lều, lại quét vào lá chuối gác lên mái. Xong mọi việc anh nấp trong xó tối ngồi đợi thiên lôi. Quả nhiên đêm hôm ấy thiên lôi cùng với thần mưa thần gió ầm ầm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều cường bạo thiên lôi vô tình dẫm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lan hoạch xuống đất. Thế là cường bạo nhảy sổ ra cầm gậy vụt lấy vụt để. Xa cất thiên lôi bị đòn đau cố gắng lắm mới nhỏm dậy được rồi chạy vụt về trời. Trong khi hốt hoảng thiên lôi đánh rơi cả búa. Cường bạo mừng lắm nhặt lấy búa thiên lôi làm vũ khí tùy thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng đã đánh ngã được thiên lôi rồi về đến thiên đình thiên lôi chẳng những đau ê e ẩm cả người mà còn bị ngọc hoàng mắng cho một trận nên thân lập tức ngọc hoàng ra lệnh cho vua thủy phải trừ ngay cường bạo vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà trời vua thủy vốn có một lũ bộ hạ rất đông và đắc lực thoạt đầu vua thủy giao công việc ấy cho quận rết quận rết vâng lệnh bỏ đến chỗ nằm của vợ chồng chàng đánh cá chui vào trong gối định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ Táo quân được tin, vội báo cho cường bạo biết. Anh bèn bảo vợ nấu một nồi nước sôi rồi đem chiếc gối nhúng vào, quận rết chết không kịp ngáp. Đợi mãi không thấy quận rết về, vua thủy lại sai quận rắn lên. Biết hai vợ chồng cường bạo hay đi tiểu đêm ở sau hè, quận rắn bèn nấp vào đống dạ gần đó. Táo quân lại kịp thời mách cho cường bạo biết. Đêm ấy hai vợ chồng hai gậy đón đánh dập đầu quận rắn. Thấy cả hai bộ hạ có đi không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ báo thù. Hà! Hà! Việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai bộ hạ lên lôi cổ nó xuống giam dưới tầng ngục thứ 18 cho nó biết tay. Xin ngài cứ yên trí. Diêm Vương nói vậy, lập tức sai quận cú lên làm phận sự. Quận Cú lên Trần Đúng vào lúc Cường Bạo còn đang đi đánh cá vắng. Đứng trên nóc lều của Cường Bạo, Quận Cú kêu lên ba tiếng. Ngay lúc đó vợ Cường Bạo nằm trong lều thiếp đi và tắt thở. Trừng Cường Bạo về thấy thế, vội vã đi cầu cứu Táo Quân, Táo Quân bảo: "Anh khéo tay, hãy làm cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp. Tôi sẽ có cách cứu vợ anh." Cường Bạo đan lồng không mấy chốc đã xong táo quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm tìm đến nhà quận cú thấy cái lồng quận cú vui vẻ kính chào ngài táo quân ngài đi đâu mà xách cái lồng sinh thế kia ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không táo quân đáp thật chẳng đáng là bao ta sẵn sàng biếu ngươi nhưng trước hết ngươi hãy vào lồng xem có vừa mắt không đã quận cú không nghi ngờ gì cả chui ngay vào lồng lập tức táo quân đóng sập cửa lại bảo ngươi bây giờ là tù của ta ta chỉ cho mở cửa là ngươi đi đứt cắn cỏ lại ngài táo quân xin ngài xin phúc tha cho tôi được thôi miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta chết như thế nào cứ nói thật đi ta hứa sẽ thả Tôi có hai cái lưỡi, một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ bao giờ tôi kêu bằng lưỡi âm thì có người phải chết, kêu bằng lưỡi dương thì người sống lại. Người hãy thẻ lưỡi âm ra cho ta xem. Quận cú vừa há miệng thẻ lưỡi âm thì táo quân bèn rút dao xẻo đứt ngay. Đoạn táo quân sách lồng đi gấp lên nhà cường bảo bắt quận cú phải kêu lên ba tiếng. Tiếng kêu vừa dứt thì người vợ cường bảo tự nhiên sống lại táo quân mở lồng cho quận cú về. Diêm vương tiêu nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trở về thân tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như thế. Bèn hạ lệnh cho vua thủy phải hợp sức với thiên lôi và các thần mưa, thần bão mau mau dâng nước cho thật cao làm cho vợ chồng cường bạo chìm xuống tận đáy biển, lôi cổ đến để trị tội. Được tin, táo quân lại mách cho cường bạo hay cường bạo hỏi kế táo quân bảo. Vua Thủy và thần mưa chỉ giỏi về nghề dâng nước đổ nước. Thần bão và thần gió chẳng qua cũng chỉ thổi bạt đi đó đi đây. Hãy chuẩn bị làm cho cái bè thật chắc như thế dù cho nước dâng đến tận đâu, bão thổi bạt đi đến phương nào cũng không làm gì được. Nhưng nhớ phải chuẩn bị cái ăn và phải đề phòng thiên lôi đánh lén. Cường bạo một mực tuân lời lúc vua thủy bắt đầu dâng nước thì vợ chồng cường bạo đã ngồi trên một bè chuối trên bè có dựng dạp bằng lá chuối quét sẵn thứ nước trơn hôm nọ ngoài ra anh còn cắm mỗi góc một lá cờ và đặt trước chỗ mình ngồi một cái trống một cái chiêng lại có mang theo một con gà chẳng bao lâu nước dâng lên mênh mông như biển cả ngập hết làng mạc núi non mặt khác bão thổi đùng đùng mỗi lúc mỗi dữ dội nhưng trên bè cường bạo đã ung dung phất cờ rong chống chiêng. Lại dục gà trèo lên nóc lều gáy lên từng hồi rõng rạc. Đoạn đứng dậy múa lưỡi búa lấy được của thiên lôi và nói. Phen này ta quyết lên phá trời một chuyến chơi. Ngọc Hoàng đang ngồi ở trên thiên đình chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét bèn phái một thiên thần xuống xem thử là tiếng gì thiên thần nghe ngóng lúc lâu rồi về báo là cường bạo đang chống cự với các thần và nhân nước lớn đang đe dọa lên phá cả thiên đình. Ngọc Hoàng thượng đế sợ bèn phán. Thôi, kiếp bảo thủy thần lập tức rút nước ngay đi và gọi các thần kia lập tức trở về trời, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, để dịp khác sẽ hay. Nhờ vậy, cường bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh càng yêu quý táo quân và không quên biện rượu thịt thỉnh thoảng mời táo quân chè chén nhưng một hôm trong khi cường bạo đi thăm đồng anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua cua dừng lại trước mặt anh dương mắt dơ cả hai cái càng đòi kẹp cường bạo hề hề nói thiên lôi hà bá ta chẳng sợ thay thứ mày tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo nói rồi co chân đạp một cái như trời giáng xuống mình cua cua chết không kịp ngáp nhưng cường bạo đâu ngờ rằng cái càng cua có mảnh nhọn chọc vào chân mình, lâu dần ra thì thối loang ra. Vợ cường bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc nhưng không kịp nữa. Chẳng bao lâu cường bạo lan ra chết. Đó là bộ hạ của vua thủy theo lệnh trù tìm cách lên trần hại cường bạo bằng trước khiêu khích người ta nói do việc cường bạo la hét đánh chống chiêng cho gà gáy chống cự các thần và làm cho ngọc hoàng phải ra lệnh lui binh nên từ đấy về sau thiên lôi rất sợ tiếng gà gáy còn vua thủy thì lại sợ tiếng chiêng trống tiếng la hét mỗi lần có sấm sét người ta bắt trước tiếng gà gáy để cho thiên lôi không dám bén mảng hay khi bão lụt người ta thường gióng chiêng trống hay la hét cho thủy thần phải trốn chạy hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút câu chuyện cường bạo đại vương chuyện cổ tích việt nam